Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 27 Tập 27 xin mời mở khoa chú Nguyễn Thượng Trang 167 Trang 167 Nhược ngộ Điền liệt tứ tình giả Thuyết kinh cuồng tan Mệnh báo Câu kinh văn này Bản thân tôi trước kia Khi lần đầu tiên Đọc bộ kinh này Có cảm xúc rất sâu Điền liệt chính là săn bắn Tứ tình chính là buông lung Mặt tình giết hại tất cả chúng sanh Phạm vi Bao hàm ở trong đây Vô cùng rộng Bất luận dùng cách thức như thế nào Cách thức có thể nói là có rất nhiều Nhưng mục đích Đều là săn bắn thú rừng săn bắt hoặc là dùng lưới vào thời xưa dùng cung tên hiện nay thì dùng súng số lượng chúng sanh bị giết hại nói chung vẫn là có hạn nhưng chúng ta đi đánh cá đánh cá thông thường là ngư dân dùng lưới một mẻ lưới đánh xuống thì vẫn là có hạn chúng tôi trước đây đã từng làm chuyện này thật quá tàn khốc là dùng thuốc nổ tnt để đánh cá sau khi thuốc nổ phát nổ thì hàng ngàn hàng vạn con cá nó không phải bị nổ chết mà do chấn động mà chết tôi trước đây là theo cha tôi đã đi săn hết ba năm tôi còn nhớ là tôi từ năm 16 đến năm 18 tuổi ba năm này khi đọc đến đoạn kinh văn này thấy cha của mình bị báo ứng quả là như vậy. Cha tôi mất năm 45 tuổi, khi mất là trong trạng thái kinh hải điên cuồng. Chính mắt tôi nhìn thấy tình cảnh này. Là quả báo hiện đời. Cha tôi phát bệnh giống như điên cuồng vậy. Người gầy còn da bọc xương. Mà sức mạnh đến mấy người Cũng không thể ngăn cản nổi ông Nhìn thấy nước thì liền nhảy xuống nước Nhìn thấy núi thì chạy lên núi Tôi nghĩ đến là do quả báo săn bắn Sau khi tôi đọc đoạn kinh văn này xong Liền phát tâm ăn trượt chay Biết được nghiệp sát sanh quá nặng là đích thân trải nghiệm cho nên cảm nhận rất sâu sau đó xem thấy trong phật pháp nói là tất cả chúng sanh từ vô thị kiếp đến nay nhân quả tuần hòa trên kinh này nói là nhân quả dây dưa không dứt Đời đời kiếp kiếp Đền trả nhau không bao giờ dứt tuy là không biết tạo tác tội nghiệp nhưng không thể nói không biết thì không có quả báo không biết vẫn có quả báo như thường nếu như sau khi học phật rồi hiểu rõ những đạo lý này mà vẫn tạo tác tiếp là phạm hai tội nặng rồi là cộng thêm tội phá giới Giới luật căn bản là ngũ giới Không sát sanh Đây là giới sát sanh Là cộng thêm tội phá giới Khi chưa học Phật Chưa có nghe được Phật Pháp Sát sanh là tánh tội Bất luận bạn có thọ giới hay không Đều là có tội Chúng ta biết được quả báo thật đáng sợ Nên tuyệt đối không được làm việc này Sau khi tôi học Phật Hiểu rõ đạo lý này rồi Liền ăn trượt chay Phóng sanh Những gì mà cả đời tôi làm Thông thường nói là việc tu phước Tôi chỉ làm ba việc Chính là phóng sanh Giúp đỡ người bệnh khổ Tôi không có phước báo tài lực rất hữu hạn có một chút cuốn giường tôi làm việc gì vậy chính là phóng xanh quyên tặng vào trong bệnh viện để làm phí chữa bệnh cho người nghèo khổ việc thứ ba là in kinh bố thí còn những việc khác tôi không làm bản thân tôi không chủ trương xây đạo tràng nên có quả báo là không có chỗ ở cả đời ở đạo tràng của người khác cũng rất tốt chính mình không có đạo tràng trên thực tế nguyên nhân là do phước báo của mình quá nhỏ làm việc tốt nhỏ công đức nhỏ xây đạo tràng lớn phải có phước báo lớn mà tôi không có phước báo lớn như vậy khi chưa có học Phật Đã tạo tội nghiệp rất nặng Thời còn học sinh Đã làm cho thân Phật chảy máu Tôi đã kể cho các chị nghe rồi Đã tạo tội nghiệp địa ngục A Tỳ Săn bắn cũng là bị tội báo địa ngục A Tỳ rồi Cho nên năm xưa Người ta nói tôi bị đoán mạng Ngay cả Phật sống cam châu Cũng nói tôi bị đoán mạng không có phước báo người thì rất thông minh có một chút trí huệ nhỏ nhưng đáng tiếc không có phước báo đoán mạng ngài nói với tôi tôi thừa nhận tôi tin trước đây tạo tác tội nghiệp nên bị cái quả báo này là trong số mạng phải tiếp nhận chứ còn lời nào để nói nữa chứ cho nên tôi cũng không oán trời không trách người phật sống cam châu nói với tôi Ngài nói, thầy mấy năm nay giảng kinh thuyết pháp, công đức này rất lớn. Ngài nói, thầy không những có phước báo mà còn trường thọ. Ngài Cam Châu nói những lời này với tôi xong thì năm thứ hai ngài đã giảng sanh rồi. Ông là bạn cũ, bạn đồng tu với tôi. Nhược ngộ bội nghịch phụ mẫu giả Thuyết thiên địa tai sát báo Sự việc này là bất hiếu với cha mẹ Không những bất hiếu với cha mẹ Giả lại là trái nghịch cha mẹ Như ở trên lời nói Hành vi làm tổn thương cha mẹ Thời xưa có nhưng ít Hiện nay quá nhiều năm xưa tôi cầu học ở đại trung lý lão sư đã kể cho tôi nghe một câu chuyện đây là chuyện có thật vào đời triều thanh lúc niên đại cũng lâu xa rồi lão sư lúc đó có nói ra địa danh hiện nay tôi cũng không thể nhớ nổi thời tiền thanh có một người con trai giết cha của mình đây là trái nghịch cha mẹ vào lúc đó triều thanh đã ra mệnh lệnh tri quyền địa phương tức là quyền trưởng bị cách chức còn phải đi tù xử tội phải ngồi tù vì sao chị Vì quan địa phương này của bạn không vậy con dân trăm họ cho tốt Đây là bạn chưa có làm tròn trách nhiệm Cho nên là thủ trưởng ở địa phương Bị xử cách chức Quan tuần phủ là tương đương với tỉnh trưởng Bị ghi tội Xử phạt rất nghiêm Các bạn là quan chức địa phương Quan địa phương gọi là quan phụ mẫu sao bạn có thể dạy ra loại người như vậy xử phạt như vậy còn chưa đủ có thêm một loại xử phạt nữa là trước đây ở thành đô đều có tường thành dỡ bỏ một góc tường thành ra nói rõ địa phương là bạn đã sanh ra một người đại bất hiếu như vậy đây là sự sỉ nhục của cả đô thị của bạn trên tường thành bị dỡ bỏ một góc Trước đây nói là hoàng đế chuyên chế Hoàng đế thực sự chịu trách nhiệm Chứ không phải không chịu trách nhiệm Họ bổ nhiệm quan địa phương Nên tỉnh thị trưởng phải chịu trách nhiệm Thay họ giữ gìn cho được phong tục tốt lành Phải giáo hóa, phải làm cho tốt Hiện nay trên tin tức báo chí thường hay đăng tin Ai chịu trách nhiệm đây? Không có ai chịu trách nhiệm Dân chủ mà Mọi người đều làm chủ Mọi người đều không chịu trách nhiệm Đùng đẩy trách nhiệm cho nhau Xã hội này làm sao có thể tốt được Trước đây Pháp sư Diễn Bồi Có một lần nói chuyện vui tại nơi này Ngài hỏi tôi Pháp sư Tịnh Công à Rốt cuộc là thầy tán thành quân chủ hay là dân chủ Tôi nói tôi tán thành quân chủ ngài nói đùa là ồ thầy lạc hậu rồi tôi nói tôi không lạc hậu quân chủ với dân chủ nếu so sánh thật tỉ mỉ thì quân chủ có nhiều cái tốt hơn dân chủ quân chủ là có người chịu trách nhiệm còn dân chủ thì không có người chịu trách nhiệm tôi nói lời này không có gì quá đáng sự thật đã bày ngay trước mắt quân chủ họ muốn hy vọng chính quyền của họ được tiếp nối, vĩnh diễn xuống đời sau nên họ nhất định phải làm tốt. Người nói nghiệp họ thái tử, người nói nghiệp là được vị thầy ưu tú nhất của cả nước đến hướng dẫn, dạy dỗ cho họ, khiến họ nhận được sự giáo dục tốt nhất, biết yêu quốc gia, yêu nhân dân, biết tìm kiếm lợi ích cho nhân dân thì chính quyền của họ mới có thể kéo dài mới có thể truyền đời này sang đời khác nếu họ làm không tốt thì chính quyền của họ sẽ bị người khác lấy mất cho nên họ làm một cách rất cẩn trọng tỉ mỉ dân chủ được bầu lên có 4 năm sau 4 năm giao lại cho người khác nên họ sẽ không nghĩ cho thật dài lâu thời đại quân chủ họ nghĩ đến kế sách dài lâu cả trăm năm họ có thể nghĩ một trăm năm họ sẽ cống hiến cho nước một trăm năm họ có thể nghĩ hai trăm năm thì cống hiến cho nước hai trăm năm họ không thể chỉ nghĩ mấy năm nghĩ mấy năm chính quyền của họ không bị lật đổ là điều không thể rồi cho nên chúng ta phải thật khách quan để quan sát sự thật tiên sinh tôn trung sơn đã lật đổ chuyên chế xây dựng nền cộng hòa ý tưởng của ông thật sự mà nói là vô cùng hay đáng tiếc tuổi thọ quá ngắn nên đường lối của ông không đủ tuyên dương ông xây dựng một chính đảng dùng chính đảng này thay thế cho một gia tộc đường lối này của ông là như vậy tập hợp được ưu điểm của quân chủ và dân chủ tránh được khuyết điểm của quân chủ và dân chủ tôi rất kính trọng ngưỡng mộ khâm phục đối với tôn tiên sinh ông là xây dựng một đảng chuyên chính người trong đảng là do dân chủ bầu chọn ra nhưng chuyên chính có sở trường của quân chủ ông chọn lấy những ưu điểm xưa nay trong và ngoài nước và đào thải khuyết điểm của nó dùng phương pháp này để trị nước trước đây đế dương là gia tộc đây là người trong gia đình quản lý quốc gia hiện nay xây dựng một chính đảng là muốn những nhân tài có trí huệ trong cả nước tập hợp lại với nhau để quản lý quốc gia dùng phương pháp này để thay thế cho gia tộc cái ý tưởng này rất hay không phải chính trị đa đảng ý tưởng nghĩ rất hay đáng tiếc là không làm được Người hiểu được đường lối của ông không nhiều Tại vì sao không thể phát huy rạng rỡ đường lối này gì Suy cho cùng vẫn là một câu Không có đọc sách thánh hiện Nếu như cũng có thể Dùng tinh thần giáo dục Truyền thống vốn có Thì đường lối này của ông có thể xây dựng được nền tảng vững chắc Đó thật sự là may mắn của dân tộc quốc gia Cho nên chúng ta nhìn vấn đề Phải nhìn thật sâu Phải nhìn thật xa Phải có tầm nhìn lịch sử Người Trung Quốc gọi là sự thật lịch sử Kinh luận là tri thức Lịch sử là kiến thức Bạn mới có thể hiểu được một cách đại khái Về chân tướng sự thật Của vũ trụ nhân sanh Mới có thể tránh khỏi biết bao nhiêu sai lầm Thật sự là gì hạnh phúc cho nhân dân Cho quốc gia, cho chúng sanh Đây là người có lý tưởng Và lòng nhân đức Kinh điển của Phật giáo Có thể nói là Loại sách trí huệ Cú cánh viên mãn Người có thể hiểu được càng ít hơn Tại vì sao không thể hiểu được vậy Chỉ cần phải đem tầm khí Thói xấu Tham sân si mạng Đào thải cho thật sạch sẽ Bạn mới có thể hiểu được Điểm này là quá khó Quá khó rồi có người phàm phu nào mà không có tham sân si chứ nho gia hiểu rõ đạo lý này hy vọng bạn có thể khắc phục áp chế được nó là được rồi họ không bảo bạn dứt trừ mục đích của phật pháp là dạy bạn thoát khỏi tam giới thoát khỏi tam giới nếu không dứt trừ thì không được nho gia chưa có thoát khỏi tam giới hay nói cách khác chỉ nói đến nhân thiên thiên thì vẫn còn ở cõi trời dục giới chứ chưa được đến cõi trời sắc giới vì chưa có lìa dục họ chỉ dạy bạn khống chế được dục mà thôi dục không thể tăng trưởng còn như vậy thì được rồi không được tăng trưởng thêm họ dạy bạn cái này còn mục đích của phật pháp là thoát khỏi tam giới muốn thoát khỏi tam giới thì nhất định phải dứt trừ chúng ta biết rõ chỉ có đoạn phiền não thì trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh mới có thể hiện tiền không đoạn phiền não thì nhất định không thể hiện tiền phật nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng như lai cho nên tất cả chúng sanh không có khác gì so với chư phật như lai Hiện nay ở trên hình thức Tại vì sao có sự khác biệt lớn như vậy Vì trên Trí huệ đức đăng của chúng ta Có chướng ngại Phật không có chướng ngại Chướng ngại là gì Vọng tưởng phân biệt chấp trước Là ba loại chướng ngại lớn Cho nên chúng ta vốn dĩ Có trí huệ cứu cánh viên mãn là trí huệ không còn nữa Trí huệ biến thành phiền não rồi vốn dĩ là cảnh giới đại niết bàn bất sanh bất diệt nay đại niết bàn biến thành sanh tử luân hồi rồi bạn nói xem có oan uổng hay không vốn dĩ có phước đức viên mãn hiện nay phước đức đã biến thành nghiệp chướng rồi Sống đời sống khổ như vậy. Cũng là bởi do. Không thể nào đào thải hết những lớp chướng ngại này. Cho nên lời Phật dạy chúng ta là lời hay, là lời chân thật. Vậy chúng ta dập tắt tham sân si, siêng tu giới định quệ đây là con đường sống Là con đường sáng suốt ra khỏi lục đạo luân hồi Thoát khỏi biển khổ Những thứ nhân quả này Sau khi chúng ta học xong phải biết Nhân như thế nào sẽ có quả như thế đó Thiên địa tai sát Trái nghịch cha mẹ Trước đây bị những pháp luật nhân gian này xử phạt là hoa báo còn quả báo thì ở địa ngục những sự việc này ở trong bút ký cổ xưa của trung quốc có ghi chép rất nhiều ở trong chính sử cũng có ghi chép đều là sự thật chứ không phải là giả hiện nay người trái nghịch cha mẹ rất nhiều giống như không có quả báo vậy các vị vẫn còn trẻ Đợi thêm mấy năm nữa thử xem Có quả báo hiện tiền hay không Đã tạo ra nhân rồi Thì không có chuyện là không có quả báo Câu dưới đây Chúng tôi hiện nay đọc đến Cảm nhận còn sâu hơn Nhược ngộ thiêu sơn lâm mộc giả Thuyết cuồng mê thủ tử báo Thời gian trước singapore bị tai họa khói mù nghe nói malaysia indonesia khắp nơi rừng đều bị đốt nhất định phải biết tất cả mọi tạo tác tội nghiệp thì tội nghiệp đốt rừng là nặng nhất bạn thường nghĩ xem khi rừng hoang đó cháy lên thì biết bao nhiêu sinh linh phải mất mạng chứ không biết nhiều hơn săn bắn gấp bao nhiêu lần Săn bắn chúng ta dùng phương pháp gì đi nữa Thì cũng không hại mạng chúng sanh nhiều bằng đốt rừng Việc này giết hại chúng sanh Thì tính bằng con số hàng triệu Chục triệu Những động vật nhỏ đó Một con cũng không thể chạy thoát Thật sự Tạo tác tất cả tội nghiệp Không có tội nào nặng hơn tội này Đây là đại giới sát sanh Cồn mê thủ tử Là quả báo hiện đời Chỉ là hoa báo Quả báo nhất định là ở địa ngục A Tỳ Thọ tội ở địa ngục A Tỳ Thì trên kinh nói là Vô số kiếp Sau khi trải qua vô số kiếp rồi những chúng sanh bạn giết chết này, tương lai nhất định phải đền mạng. Không phải nói giết rồi là xong chuyện, đọa địa ngục, chịu tội ở địa ngục rồi là xong chuyện, thế thì quá thuận tiện cho bạn rồi. Thiếu tiền thì phải trả tiền, thiếu mạng thì phải đền mạng. Bạn nói xem, cái nhân quả này đáng sợ biết bao. Bạn giết một chúng sanh, bạn tương lai phải đền một mạng. Giết hai mạng thì phải đền hai mạng bạn giết bao nhiêu thì tương lai bạn phải đền bấy nhiêu tu hành chứng quả cũng không được không thể nói là tu hành chứng quả là hết chuyện là có thể thiếu nợ mà không trả tiền nợ mạng mà không đền mạng như vậy thì chẳng phải Phật pháp đã phá hoại định luật nhân quả rồi sao cái gì phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi vẫn phải chịu quả báo ăn lúa mạch dành cho ngựa ba tháng bạn thử nghĩ xem nhân quả báo ứng thành phật cũng không thể tránh khỏi các bạn xem thấy an thế cao ở trong cao tăng truyện an thế cao phải đền mạng đến hai lần tại trung quốc đời trước đã ngộ sát giết người nên đời này cũng bị người ngộ sát giết chết làm chứng minh cho chúng ta nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy ngài là người chứng quả người chứng quả tự mình biết rõ cam tâm tình nguyện đến trả nợ mạng bị người ta giết mà vẫn rất vui vẻ nợ dứt rồi nợ hết rồi nếu như chúng ta ngày nay bị người ta trộm bị người ta cướp bị người ta hại phật ở trên kinh nói hãy nghĩ là mình đang trả nợ là do chúng ta chưa có trí huệ không có thần thông nên không biết gì quá khứ trong tâm nghĩ là trả nợ vui vẻ không có một chút xíu tâm oán hận nào bị người ta lừa bị người ta hãm hại phải nghĩ là đang trả nợ món nợ này đến đây là hết rồi nói thật ra không phải ta nợ họ Chính là họ nợ ta Không phải sự việc nó là như vậy sao Ta nợ họ Tốt quá, trả rồi Họ thiếu ta, không cần nữa Không cần đi đòi nợ ở đời sau nữa Cứ đòi tới đòi lui Chẳng phải là dây dưa hoài không dứt sao Nợ người ta thì trả cho họ Người ta nợ mình thì không cần nữa Chẳng tốn công Đây mới là cách làm thông minh trí huệ câu này chúng ta không những phải nhớ kỹ mà phải thường nói cho người khác nghe giết hại xanh linh nhất định phải đền mạng bạn đốt núi rừng bạn có biết là bạn đã giết bao nhiêu sinh linh không những động vật nhỏ ở dưới đất động vật nhỏ như kiến có bao nhiêu con chứ Tương lai phải trả nợ mạng Đó vào được xúc sanh trả nợ mạng Trả không xong Tội nghiệp mà trong một đời ngắn ngủi Mấy mươi năm tạo ra Trả vô lượng kiếp Vẫn không xong Thật quá đáng sợ Chúng ta ở trong đời này nếu như thật sự giác ngộ thật sự có trí huệ đời sống sống gian khổ đi nữa cũng không sao cả tuyệt đối không được phép lợi dụng người khác một chút gì nhất định phải giữ tâm tốt làm việc tốt tích đức tu thiện đời này sau khi chết rồi thì đời sau có chỗ tốt để đến đời sau nhất định không được đọa vào ba đường ác loại vào ba đường ác thì nguy to rồi có lẽ có đồng tu sẽ nói tôi đã tạo những tội nghiệp này thì làm sao bản thân tôi là một điển hình một điển hình rất tốt lúc nhỏ còn trẻ thích ăn ăn thịt chúng sanh nhưng không thích ăn thịt xúc xanh do nhà nuôi, thích ăn thịt rừng. Hàng ngày đi săn bắn. Cho nên gặp báo ứng. Là báo ứng đoạn mạng. Đoán mạng là quả báo hiện đời Tương lai Thì đọa địa ngục A Tỳ là quả báo Sau khi ra khỏi địa ngục A Tỳ Thì phải đi trả cho từng món nợ một Bạn đã tạo nhân Thì đâu có lý nào không nhận quả báo Tuy nhiên Phật nói cho chúng ta biết Chỉ cần bạn còn chưa dứt hơi thở Thì bạn vẫn được cứu Tuy là đã tạo tội nghiệp địa ngục A Tỳ Phật cũng có cách cứu Vấn đề là bạn có tin hay không? Nếu bạn không tin, thì bạn sẽ không được cứu. Nếu bạn chịu tin, thì bạn vẫn được cứu. Phật dạy phải sám trừ nghiệp chướng. Chúng ta đọc thấy ở trên kinh, vua a xà thế tạo tội ngũ nghịch giết cha giết mẹ kết giao với đề bà đạt đa phá quại tăng đoạt phá hòa hợp tăng đề bà đạt đa làm cho thân phật ra máu hai người ác này vua a xà thế đến lúc lâm chung mới giác ngộ biết được mình trước đây đã tạo lỗi lầm lớn như vậy biết sai rồi nên cầu sám hối với Phật Phật dạy ông niệm a di đà Phật cầu sanh tịnh độ Ông dùng tâm trí thành Chân thành mà sám hối Sức mạnh sám hối vượt qua nghiệp lực của ông Nên ông giảng sanh thế giới cực lạc Hơn nữa phẩm vị giảng sanh rất cao Phật nói Ông giảng sanh là thương phẩm trung sanh người học Phật chúng ta nhìn thấy chỗ này cảm thấy không phục tạo tác tội nghiệp nặng như vậy thì giáng sanh hạ hạ phẩm là xem như đã tốt quá rồi sao có thể là thượng phẩm trung sanh được chứ mới biết sức mạnh của sám hối là không thể nghĩ bạc có một niệm tâm sám hối thì người đó là người trí thiện đích thực là người thiện ở trong ngạn ngữ chúng ta thường nói người có lỗi biết hối lỗi quý hơn già ông ta thật sự quay đầu rồi vừa quay đầu thì liền siêu phạm nhập thánh siêu phạm nhập thánh xin thưa với các vị không còn thọ tội nghiệp địa ngục nữa có thể miễn tội này nợ có phải trả không chị vẫn phải trả cách trả như thế nào bồ tát thuyết pháp độ chúng sanh là trả nợ ở trong độ chúng sanh cũng có gặp phải rất nhiều điều bất như ý hết thảy đều là trả nợ Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy Đây là ở trên quả địa như lai độ chúng sanh Bạn xem ở trong độ chúng xuất gia của Ngài Vẫn có lục quần tỳ kheo Vẫn có đề bà đạt đa Hằng ngày quấy nhiễu Ngài Hằng ngày khiến Ngài sinh phiền não Đây là trả nợ Là quan gia trái chủ trước đây Cho nên Thế Tôn năm xưa còn tại thế Đã biểu diễn làm mẫu cho chúng ta xem Chính bản thân Ngài còn không thể tránh khỏi Thì Pháp Sư xuất gia đời sau như chúng ta Bị một số người đến kiếm chuyện sinh sự Phỉ bán hãm hại là chuyện bình thường Triều Minh Ngài Hám Sơn Đại sư Hám Sơn vẫn phải bị ngồi tù rất nhiều năm Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông Còn phải trốn trong nhóm thợ săn 15 năm đó là Bồ Tát minh tâm kiến tánh chân thật chứ không phải là người bình thường. Làm người cấp dưới, làm người giúp việc trong nhóm thợ săn. Nấu cơm, giặt quần áo cho họ, hầu hạ những người thợ săn này. Thời gian không phải là ngắn, 15 năm. Phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy là do tội nghiệp quan gia trái chủ đời trước bạn không thể không trả nợ từ những chỗ này chúng ta tưởng tượng thấy phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết những chân tướng sự thật này nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy đúng như lời nói không phải không báo mà do thời giờ chưa đến thời tiết nhân duyên cũng là nhân duyên quả báo rất phức tạp Duyên này nhất định sẽ có một ngày gặp phải Nhất định sẽ có một ngày bạn nhận báo ứng Câu này dưới đây Nhược ngộ tiền hậu phụ mẫu ác độc giả Thuyết phản sanh tiên thác Hiện thọ báo Đây là người thế gian chúng ta Gọi là cha mẹ ghẻ Bởi vì con cái không phải đích thân mình sinh ra Nên thường hay ngược đãi Chúng hiện nay còn nhỏ Bạn ngược đãi chúng Chúng sẽ ghi hận ở trong tâm Tương lai bạn già rồi Chúng trưởng thành rồi Thì báo thù sẽ đến thôi Là quả báo hiện đời cho nên phật dạy chúng ta một nguyên tắc chung cương lĩnh chung chúng ta phải nhớ kỹ là không kết oán thù với tất cả chúng sanh đây là nguyên tắc chung cương lĩnh chung thà bị người khác làm nhục hãm hại chứ bản thân chúng ta tuyệt đối không được có ý nghĩ báo thù vậy thì chúng ta đời này mới có thể thoát khỏi tam giới nếu như có một niệm oán trời trách người có một ý niệm ôm hận hay nói cách khác bạn vẫn phải tạo lục đạo luân hồi như cũ quan hệ của bạn với những oan gia trái chủ này không có cách gì thoát ra được đời đời kiếp kiếp đền trả cho nhau Mỗi lần một tà khóc hơn Tội nghiệp bạn tạo tác là cực nặng Vô cùng đáng sợ Kinh Đại Thừa Khi các vị đọc nhiều Thật sự thấy sởn tóc gáy Chúng ta trước kia tạo tác tội nghiệp Không những đời này Đời này bản thân chúng ta biết còn có đời quá khứ nữa Những tội nghiệp Từ vô thủy trong quá khứ tích lũy lại Nguy hiểm vô cùng Càng nghĩ càng đáng sợ Càng nghĩ biết được sự việc này Nghiêm trọng rất khủng khiếp Nếu bạn tiếp tục ở lại trong lục đạo Thì oan gia trái chủ vô lượng vô biên Làm gì có cuộc sống tốt đẹp được chứ cho nên thế gian này chúng ta hãy bình lặng mà quan sát Có người nào không khổ sở đâu Bất luận Bạn ở thế gian này hưởng giàu sang cỡ nào Tuy bạn hưởng giàu sang Thì oan gia trái chủ vẫn cứ bao dây bạn Quan sát thật kỹ xem Thấy được cuộc sống của họ cũng đều khổ điều này chúng ta cần biết rõ cần sáng tỏ chúng ta gặp được phật pháp mới tìm được một con đường sống tìm được con đường ra khỏi thoát khỏi sanh tử luân hồi tạm thời thoát khỏi những oan gia trái chủ này không phải thoát khỏi vĩnh viễn chỉ tạm thời thoát khỏi mà thôi sau khi thoát khỏi rồi Chúng ta về thế giới Tây Phương cực lạc Đến nơi đó làm Bồ Tát Làm Phật Sau đó trở lại trả nợ tiếp Trên Kinh Phật nói rất rõ ràng Phật không độ người không có duyên quan gia trái chủ đều có duyên với ta Tương lai ta sẽ đến độ họ Từ đó cho thấy Hoàng gia tái chủ nhiều Cũng không phải không tốt Cũng rất tốt Tương lai độ chúng sanh nhiều Quay trở lại giúp họ thành Phật Giúp họ cũng có thể thoát khỏi biển khổ Câu sau cùng Nhược ngộ võng bổ sanh xô giả Thuyết cốt nhục phân ly báo Đây cũng là việc đích thân tôi đã trải qua tôi từng làm việc này và bị cái báo ứng này trong đời tôi không thể đoàn tụ được với người thân cho nên khi mở bản kinh ra tôi tạo nhân này nên bị quả báo này rõ ràng như vậy minh bạch như vậy đích thân trải qua nên cảm nhận sâu vô cùng xin xem tiếp đoạn này chứ đây nhược ngộ hủy bán tam bảo giả thuyết manh lung âm á báo những lời này phật nói ở trên kinh đều là nói hoa báo còn quả báo ở địa ngục chúng ta đem câu này dưới đây hợp chung lại xem nhược ngộ khinh pháp mạng giáo giả tuyết dĩnh xứ ác đạo báo chúng ta đem hai câu này gộp lại mà giảng khinh chê phật pháp thờ ơ chứ gì hoằng pháp giáo là hoàng pháp lợi sanh bằng dùng tâm khinh mạng đối với những việc này hay nói cách khác là không xem trọng tại vì sao có quả báo nặng như vậy từ phật pháp chúng ta cũng có thể liên tưởng đến pháp thế gian ở trong pháp thế gian giáo dục là gốc rễ là gốc rễ của hạnh phúc cá nhân là gốc rễ của gia đình mỹ mãn gốc rễ của xã hội an định gốc rễ của thế gian hòa bình bạn phá quỷ gốc rễ rồi thì thế gian này làm sao mà không loạn được chứ nền giáo dục nho gia nói lời thành thật tuy chính sách phương hướng mục tiêu của giáo dục trung quốc là do hán vũ đế lập ra quốc gia chọn cái này để làm tông chỉ giáo dục mãi cho đến thời mãn thanh bạn xem triều đại không ngừng thay đổi Thế nhưng chính sách giáo dục của Trung Quốc không có thay đổi Hai ngàn năm không có thay đổi Nếu như thời gian này quốc gia thật sự chấp hành Có thể làm thêm vài phần Thì quốc thái dân an Nếu như không xem trọng thì thiên hạ đại loạn Điều này có thể nhìn thấy chứng cứ Ở trong lịch sử rất chính xác ở trong học ký nói với chúng ta kiến quốc quân dân giáo học vi tiên là không sai chút nào xây dựng một quốc gia xây dựng một chính quyền lãnh đạo nhân dân cả nước điều gì là quan trọng nhất là giáo dục giáo học vi tiên nếu như là khinh chê giáo pháp thì vấn đề là nghiêm trọng rồi trung quốc từ xưa đến nay không phải dùng pháp để trị quốc người phương tây hiện nay nói pháp trị người trung quốc chúng ta cao siêu hơn họ người trung quốc nói là lễ trị trung quốc từ xưa đến nay là nói đạo đức nhân nghĩa lễ dùng năm chữ này để trị thiên hạ để trị quốc cái dụng của lễ hòa là quý nhất phật pháp chúng ta nói là lục hòa kính tuy họ không nói lục hòa chí ít cũng nói được tam hòa chúng ta ngày nay đến bắc kinh Thử xem cố cung của Triệu Thanh Cố cung này là ba đời Nguyên Minh Thanh Hoàng cung ba đời Đều là ở một chỗ Hơn 700 năm Bạn xem công trình Kiến trúc chủ yếu nhất của nó Nhân gian chúng ta gọi là Điện Kim Loan Thật ra nó không gọi là Điện Kim Loan Mà gọi là Điện Thái Hòa nó gọi là hòa phía sau điện thái hòa là điện trung hòa phía sau nữa là điện bảo hòa bạn thử xem là ý nghĩa gì đế vương là người thông minh trí huệ dùng hòa để trị thiên hạ bạn xem ý nghĩa này sâu xa biết bao cho nên họ có thể duy trì đất nước hơn 260 năm Không phải không có đạo lý Nếu như những hoàng đế cuối năm triều thanh Như từ hy này Vẫn tuân thủ theo những nguyên lý nguyên tắc Của tổ tiên xưa Thì ngày nay vẫn là thiên hạ của triều thanh Vẫn là nước đại thanh Sao nó có thể mất nước được chứ Vô cùng đáng tiếc Do con cháu đời cuối Quên mất lời giáo huấn của tổ tiên rồi Tùy tiện làm càng Nên mới bị mất nước cho nên căn cứ theo nguyên lý nguyên tắc của giáo dục trung quốc một triều đình lập nên có thể kéo dài ngàn năm muôn đời bạn chỉ cần làm theo thì trăm họ người nào cũng được hưởng phước sẽ không nghĩ đến phải lật đổ chính quyền của bạn vì sao vậy chính quyền quá tốt mà chính phủ quá tốt rồi được toàn dân ủng hộ bạn làm họ không hài lòng trái ngược lòng người thì người ta mới tạo phản bạn có thể thuận theo lòng người có thể mọi thứ thật sự là yêu dân như con mọi thứ đều có thể chăm sóc rất chu đáo yêu thương họ quan tâm đến họ hết lòng hết dạ chăm sóc đời sống của họ thì làm gì có chuyện không được nhân dân ủng hộ chứ chính quyền này của bạn là ngàn năm muôn đời đó là lẽ đương nhiên bạn không yêu nhân dân bạn trà đạp nhân dân không bảo vệ nhân dân không quan tâm đến sự sống chết của nhân dân thì nhân dân đương nhiên tạo phản rồi lịch sử là tấm gương rất sáng tỏ kinh luận là tri thức lịch sử là tấm gương là làm chứng minh cho chúng ta Nền giáo dục Phật Đà Có ảnh hưởng yên bình hay loạn lạc Đối với xã hội Trung Quốc cũng vô cùng rõ rệt Bạn xem các triều đại Trung Quốc Khi triều đại nào hưng dưỡng nhất Thì lúc đó Phật Pháp hưng thịnh nhất Khi triều đại suy bại nhất Thì Phật Pháp cũng suy bại Ở trong đây làm nhân quả cho nhau tại vì sao có hiện tượng này Phật pháp dạy người hướng thiện Phật pháp hướng dưỡng thì lòng người lương thiện Phật pháp suy vi hay nói cách khác người tin Phật ít người thiện ít tâm thiện ít người làm ác nhiều sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc đế dương các đời của Trung Quốc không có gì nào mà không chăm chỉ nỗ lực học tập Đem Phật Pháp phát huy rạng rỡ Nên giáo dục Phật giáo được phổ biến rộng xuống đến nhân gian Tạo nên nếp sống tốt đẹp của xã hội Mọi người hiểu được nhân quả báo ứng Nên khởi tâm động niệm tự nhiên sẽ bớt phóng túng Không cần dùng pháp luật đây tuyệt đối không phải là chính sách ngu dân tuyệt đối không phải lừa gạt trăm họ ở trong đây có chân lý chân tướng sự thật câu này dưới đây nhược ngộ phá dụng thường trụ giả thuyết ức kiếp luân hồi địa ngục báo lạm phá của thượng trụ phần trước đã giảng qua rồi đây là thuộc về giới trộm cấp trộm của thường trụ phật nói ở trên kinh tạo tội nặng thế nào đi nữa phật bồ tát cũng có thể cứu được chứ trộm của thường trụ thì phật không thể cứu rồi chúng ta phạm tội này thì làm thế nào tội này rất dễ phạm chúng ta trộm cắp trộm đồ của một người thì kết tội nhẹ tương lai trả nợ chỉ trả cho một người nếu như trộm đồ của quốc gia thì sự việc rất phiền phức tương lai trả nợ phải trả cho mọi người trong cả nước đó họ đều là chủ nợ của chúng ta của cả quốc gia từ đâu mà có vậy do nhân dân nộp thuế mà có cho nên người nào cũng là chủ nhân tương lai khi trả nợ bạn phải trả cho từng người một trung quốc có một tỷ ba người một tỷ ba người đều là chủ nợ của bạn bạn không đủ sức để trả rồi Thường trụ ở trong cửa Phật còn khủng khiếp hơn nữa Nhưng mà các vị phải biết Hiện tại sự thật không như vậy Trước đây Khi tôi giảng kinh ở Đài Loan Có một vị lão cư sĩ Vị lão cư sĩ này nay đã không còn nữa Đã giảng sanh rất nhiều năm rồi Có một lần ông đặc biệt mời tôi ăn cơm Chỉ mời có một mình tôi Là chỉ có hai người chúng tôi ăn cơm ở trong quán ăn tôi hỏi lão cư sĩ ông hôm nay mời tôi có chuyện gì không ông nói tôi có một vấn đề thật không biết xử lý thế nào muốn thịnh giáo pháp sư tôi hỏi vấn đề gì ông nói phá hòa hợp tăng trộm của thường trụ cái này đọa đi ngục a tỳ vĩnh viễn không thể trở lại thân người vậy thì làm sao đây sau khi tôi nghe xong tôi mỉm cười và nói ông nhìn thấy phá hòa hợp tăng ở đâu Ông nhìn thấy ở đâu? Tôi vừa hỏi như vậy. Sau khi ông hồi tưởng xong thì cũng ngây người ra. Tôi nói cả đời tôi giảng kinh thuyết pháp khắp nơi, tôi chưa từng gặp thấy tăng đoàn nào hòa hợp. Vì sao vậy? Người xuất gia ở nơi đó cũng cãi nhau, cũng đấu tranh. Tôi hỏi ông gặp được tăng đoàn hòa hợp ở nơi đâu? Hiện nay của thường trụ là của thường trụ gì? Chùa đó là nhà của họ Họ không phải thập phương thường trụ Chúng ta đến nơi đó để xin quải đơn cũng không được Họ cũng không cho phép Thế thì không thể tính là của thường trụ rồi Đó là nhà của họ mà Tôi vừa nói như vậy thì ông mới bỗng nhiên dở lẽ Phá hòa hợp tăng mà ông nói đó Là không phải phá hòa hợp tăng Là phá gia đình của họ Trộm của thường trụ là trộm của gia đình họ cái tội đó không có gì là ghê gớm cả Trong chùa này của họ Có năm ba người ở Tương lai chỉ trả nợ cho năm ba người đó Tôi nói cả đời tôi chưa từng gặp được tăng đoàn quả hợp Chưa có gặp được đạo tràng thập phương thường trụ Chưa từng gặp được Tôi nói ông có gặp được Nói cho tôi biết giới Ông sau đó suy nghĩ cũng chưa từng gặp được qua Thế thì tốt rồi chúng ta ăn cơm thôi Cho nên hiện nay Chùa là chùa con cháu Chùa nhỏ biến chất rồi không phải thập phương thường trụ Tương lai cư sĩ Lâm nơi đây xây dựng thôn Di đà, đà Đó mới là thập phương thường trụ Ở trong đây nếu lấy cấp độ ở nơi đó Thì kết tội là như trên kinh nói Đạo tràng cư sĩ Lâm Singapore Tuy là đạo tràng do cư sĩ tại gia lập nên Nhưng đạo tràng này là đạo tràng thập phương Tứ chúng đệ tử trong cửa Phật Đều có thể xin quải đơn Ở nơi này Thì đều không từ chối Sau khi thôn di đà thành lập Thế thì càng thù thắng hơn nữa Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi Người niệm Phật của bất kỳ quốc gia khu vực nào Xuất gia cũng được Tại gia cũng được chỉ cần cầm được giấy tạm trú hợp pháp Của Singapore Thì đạo tràng này đều đáp ứng Bạn ở nơi đây, đây thật thà niệm Phật Thì tứ sự cúng dường Cúng dường mãi cho đến khi bạn giảng sanh Đây là thường trụ Đây chân thật là thập phương thường trụ Cư sĩ Lâm các bạn xem trai đường ở phía dưới mỗi ngày cung ứng ba bữa tiệc cơ động ăn cơm miễn phí bất luận bạn có tin phật hay không tin phật bạn đến đều có cơm ăn thậm chí là bạn phỉ bán phật phỉ bán phật pháp bạn bước vào cửa cũng cho bạn ăn tuyệt đối không có bài xích Cư Sĩ Lâm chúng ta thấy ở nơi đó Có rất nhiều người là ngoại giáo Là người của cơ đốc giáo Của thiên chúa giáo gần đó đều đến ăn Hết thảy đều cúng dường Cúng dường bình đẳng Đây chính là thập phương thường trụ Cho nên nơi đó Ăn cơm một ngày ba bữa mà cứ ăn thỏa sức Nhưng mà không được lén lút mang một chút xíu cơm rau ở đó Để mang về Cái đó thì phiền phức to rồi cái đó kết tội chính là kết tội theo hướng thập phương thường trụ là không được phép nếu người ta mở tiệm cơm chay mở tiệm khi bạn đến trộm lấy đồ trong đó thì cái tội đó rất nhỏ cái đó không có gì còn thập phương thường trụ cư sĩ lâm này cái kết tội này là rất nặng cho nên ngày nay trong đời chúng tôi gặp được thập phương thường trụ quả thật chỉ có mỗi một cái cư sĩ lâm này mà thôi Nó chỉ có một điều kiện là Bạn thật tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì bạn có thể thường trụ ở đạo tràng này Nhưng người hiện nay Không thật thà Để phòng ngừa tệ nạn Như có một số người giả dờ đến đây để niệm Phật Để tiếp nhận cúng dường Chúng ta chẳng phải bị lừa, bị gạt rồi sao? cho nên nội quy của nó là phải khiến bạn mỗi ngày phải đến niệm phật đường niệm phật người ở nơi này cũng phải điểm danh liên tục ba lần không có đến niệm phật đường thì mời bạn rời đi mời bạn đi nơi khác nơi đây không nhận giúp đỡ bạn nữa bạn cần phải không thiếu một thời khóa nào tại niệm phật đường thì thường trụ nơi này Vui vẻ cúng dường cho bạn Bạn phải thật sự Vì rõ dứt sanh tử Thật sự vì ra khỏi tam giới Thật sự vì cầu sanh tịnh độ Thì quan hỷ cúng dường cho bạn Cho nên cái duyên này Vô cùng thụ thắng Khi chúng tôi giảng Kinh hoan Nghiêm Đã từng nhắc qua với các vị Tỳ Lô Giá Na Phật lập nên thế giới hoa tạng cúng dường và thành tựu cho những người tu hành a di đà phật lập nên thế giới cực lạc giúp cho những người niệm phật và thành tựu cho họ làm phật ngày nay cư sĩ lâm lập nên đạo tràng này là nhằm thành tựu cho người niệm phật ở các nơi trên thế giới giúp bạn giảng sanh tịnh độ là không thể nghĩ bà nơi đây đích thực là đạo tràng hy hữu khó ngập trên thế gian chúng tôi không dám nói sau này chắc là không có nữa nhưng đây thật sự là trước giờ chưa từng có là đạo tràng do cư sĩ lập nên vô cùng hy hữu khó ngập cho nên của thường trụ chúng ta cần hiểu rõ Nhân quả ở trong đây không thể nghĩ bà Nhược ngộ ô phạm vô tăng giả Thuyết vĩnh tại xúc sanh báo Ô là ô nhiễm Ở trong Phật Pháp Chính là phạm giới dâm dục Vô là phỉ bán Phỉ bán người xuất gia Đây là vĩnh viễn bị quả báo ở đường xúc sanh dính tại xúc sanh báo cũng là sau khi chịu quả báo ở địa ngục ra thì chịu quả báo ở đường xúc sanh quả báo này nhất định là ở địa ngục pháp sư thanh lương ở trong đoạn văn này ngài trích dẫn một đoạn nói trong kinh thắng thiên tử dặn dò chúng ta lưu thông bộ kinh này nếu có pháp sư nào lưu thông kinh này sao gọi là lưu thông có phải chúng ta in nhiều một chút để tặng cho người khác gọi là lưu thông không không phải cái phạm vi đó quá nhỏ hẹp y giáo phụng hành gọi là lưu thông bản thân chúng ta phải làm nên tấm gương cho người ta xem vậy gọi là lưu thông mới có tác dụng mới có thể thật sự lợi ích chúng sanh đây là trên kinh thực nói thọ trì độc tụng di người diễn thuyết diễn là biểu diễn làm ra cho người ta xem thật sự là y giáo phụng hành y giáo phụng hành triệt để nơi pháp sư ở nơi có kinh điển nơi có đạo tràng chính là nơi có chư phật như lai ở Công đức lợi ích này Ngay cả Phật Bồ Tát nói cũng không hết Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này Xem tiếp kinh doanh dưới đây Nhược ngộ than hỏa Trảm trước thương sanh giả Thuyết luân hồi đệ thượng báo Phía dưới là nói về tạp nghiệp báo Những gì chúng ta nhìn thấy phía trước là ác nghiệp Chúng tôi Đọc xong thấy muôn vàng cảm khái Đều đã tạo qua rồi than hỏa là gì? Là đun nấu thịt chúng sanh Khi sắc thịt dùng dao chặt từng nhát từng nhát Chém chặt Chúng ta ngày nay giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Phật nói trên kinh Người chết làm dê, dê chết làm người Tương lai chúng ta chết đọa vào đường súc sanh Còn chúng thì làm người Cũng chặt chúng ta thành từng khúc để ăn Là quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau Chúng ta ngày nay ăn thịt chúng Thì tương lai chúng ăn thịt chúng ta Đền trả cho nhau Không bao giờ dứt Hiện nay thế gian Nhiều tai nạn như vậy Do đâu mà ra Do nghiệp sát quá nặng Không những ăn thịt những chúng sanh này Mà còn muốn ăn sống nữa Bạn nói nguy hiểm cỡ nào Hiện tại thì tại vì sao Tai nạn gấp nhiều lần so với trước đây Chúng ta hãy bình lặng mà suy nghĩ xem 50-60 năm trước Trước thời kỳ kháng chiến Và thời kỳ kháng chiến Đây là đích thân tôi đã trải qua Thời gian đó nhân dân sống rất khổ Ở nông thôn Đại khái một tháng Thì mới có một lần bán thịt Chứ đâu có chuyện mà mỗi ngày đều có thịt ăn Là vì không thể rồi Mấy lần chung lại một tháng Thì mới giết một con heo khi giết heo thì tìm một cái cây cao Trên cây treo một cành trúc Trên cành trúc treo một tờ giấy màu vàng Mọi người nhìn thấy hôm nay ở đây có bán thịt Mới chạy đến nơi đó để mua nửa cân Một cân thịt Một tháng mới ăn được một lần Chỉ có khi đến Tết Mấy ngày đó mới có thịt ăn mỗi ngày cho nên trẻ con đều rất trông mong đến Tết Hiện tại thì ăn Tết mỗi ngày Ăn thịt mỗi ngày Sát sanh mỗi ngày Nên quả báo tai nạn Lập tức hiện tiền ngay chúng ta thật bình lặng mà quan sát tư duy thì bạn mới có thể tìm ra được nguyên nhân chân thật thiên tai nhân họa tới tấp không dứt nhìn thấy mà phát hoảng nhưng không biết nguyên nhân đây là ngu muội không biết những gì thánh nhân thế gian và xuất thế gian dạy bảo thì không tin không đọc sách thánh hiền không tin lời của những vật thánh hiền nói tự cho là thông minh trí huệ hơn người xưa người xưa đã lạc hậu rồi người hiện tại thông minh trí huệ hơn người xưa quá nhiều quá nhiều rồi người xưa thắp đèn dầu đâu có sáng sủa như đèn điện hiện nay chứ người hiện tại thông minh hơn người xưa họ nói có vẻ tự đắc nghe thấy rất có đạo lý thật sự không có đạo lý người xưa thông minh trí huệ vậy thì có thể phát triển khoa học kỹ thuật như hiện nay không họ có năng lực này có trí huệ này vì sao không làm họ có đạo lý của họ ở trong đó nếu như 2000 năm trước đã bắt đầu làm rồi thì thế giới này đã bị hủy diệt từ lâu rồi cho nên họ không chịu phát triển hy vọng người đời được ổn định hòa bình lâu dài ở thế gian chân thật sống được một chút đời sống của con người người hiện tại không phải sống đời sống của con người mà là sống đời sống nô lệ cho máy móc khoa học kỹ thuật chứ đâu phải là đời sống của con người chứ ý vị tình người không còn nữa ngay cả nằm mơ cũng không thể nghĩ ra chúng ta đọc sách xưa văn chương của người xưa tác phẩm văn học người trước đây sống cả đời sống ở trong tình thơ ý họa đẹp biết bao Người hiện nay sống là sống ở đâu? Sống ở trong yêu ma quỷ quái. Tôi thì không có tiếp xúc, thỉnh thoảng xem qua hình ảnh ca múa trên truyền hình đó. Đó là gì vậy? Yêu ma quỷ quái. Bạn xem cái âm thanh đó giống như quỷ khóc sói tru vậy. sống đời sống như vậy họ ở đó gọi là hưởng thụ chúng tôi nhìn thấy thật đáng thương hoàn toàn là điên cuồng là giống như hít heroin vậy chích ma túy biến ra cái hình dạng đó vậy đâu phải là hình dạng của con người chứ bất bình thường cho nên chúng ta nhất định phải cảnh giác Cảnh giác cao độ Chúng ta làm việc Ở trong nhà bếp Đọc thấy câu này Bạn có thể nào không thích kinh hụt dĩa không? Sau khi Đọc qua đoạn kinh văn này Của kinh địa tạng Thì nhất định không dám ăn thịt nữa không dám sát sanh nữa rồi Chúng ta học Phật Tuy là chúng ta hiểu rõ đạo lý này Nhưng người trong nhà không tin Người trong nhà vẫn muốn ăn thịt hàng ngày vẫn phải sắc cho họ Vẫn phải chặt cho họ Vẫn phải làm cho họ thì làm thế nào Tôi liền khuyên bạn Mỗi ngày tốt nhất Đem kinh địa tạng tụng một lần Hồi hướng cho người nhà bạn có tâm chân thành sẽ được tam bảo gia trì, tương lai dần dần ý nghĩ của họ sẽ chuyển trở lại. Chân thành thì có thể cảm động được lòng người. Dùng tâm chân thành thay cho gia đình này, gia đình này đều là oan gia trái chủ. Ta không ăn vẫn phải làm thay họ, vậy có phải là oan gia trái chủ hay không? Cho nên bạn phải hồi hướng thay cho họ phải cầu sám hối thay cho họ qua một thời gian họ sẽ cảm động họ sẽ quay đầu họ không thể quay đầu không có cảm động là do tâm chân thành của chúng ta không đủ sức mạnh của chúng ta chưa có đạt đến phải trách chính mình nhất định phải tìm thời gian cầu sám hối thay cho họ Lễ lại Bồ Tát Địa Tạng nhiều thêm Có thể mỗi ngày Lại được 300 lại Lại 1 ngàn lại Dùng tâm trí thành cầu sám hối Thì mới tiêu nghiệp chướng được Đem công đức tu trì của bạn Hồi hướng cho những chúng sanh này Hồi hướng gia trì cho họ Hy vọng họ sớm sinh vào cõi thiện Việc hồi hướng thứ hai Là hy vọng người trong gia đình có thể tiêu trừ nghiệp chướng khai trí huệ đoạn ác tu thiện nhĩnh viễn không ăn thịt chúng sanh vậy thì bạn đã hành bồ tát đạo ở trong gia đình rồi gia đình đó chính là đạo tràng của bạn độ chúng sanh trước tiên là độ người nhà trước sau đó độ bạn bè thân thích bà con xóm diện của bạn bạn phải làm được cho người ta thấy cho nên học phật ngay cả người trong gia đình cũng không thể độ được thì bạn không có thành tựu gì bạn thành tựu rất hữu hạn bạn phải cảm động được người trong gia đình bạn thì việc học phật của bạn mới được xem là có chút thành tựu có một chút thành tích người trong gia đình bạn không cảm động thì bạn không có thành tích gì để nói rồi nhược ngộ phá giới phạm trai giả thuyết cầm thú cơ ngạ báo phá giới mọi người dễ hiểu phạm trai trai là gì hiện nay hầu hết mọi người cho rằng ăn chay gọi là trai là ăn chay thật ra là sai rồi trai ở trong phật pháp chúng ta nói là không ăn quá nửa ngày không phải quá ngọ quá ngọ thì sai rồi hiện nay hầu hết mọi người nói trì ngọ nói gì thì không đúng không ăn quá nửa ngày Giữa ngày Nếu như nói Giờ ngọ là 11 giờ Đến 1 giờ là giờ ngọ Giờ ngọ có thời gian là 2 giờ đồng hồ Không ăn nửa ngày Giữa ngày Cho nên Người trì trai Thời hiện đại tốt nhất là dùng lịch thiên văn Bởi vì mỗi một ngày Thời gian giữa ngày đều khác nhau Mỗi ngày đều có độ trên lệch thời gian Nên lịch thiên văn là đáng tin cậy nhất Giữa ngày là mấy giờ Mấy phút mấy giây Bạn không được quá giữa ngày Đây mới chân thật là trì trai thời gian trì trai mà phạm trai vậy thì có tội phật bồ tát trì trai cũng là làm cho chúng sanh xem người thế gian không có người nào không tham ăn một ngày ba bữa còn phải ăn vặt còn phải ăn khuya Đây đều là sai lầm. Ở trong ăn uống vô tình tạo biết bao nhiêu nghiệp tội mà họ không biết. Cho nên người xuất gia thể hiện lên tấm gương cho họ xem, mỗi ngày các bạn ăn nhiều như vậy, coi trọng dinh dưỡng nhiều như vậy mà sức khỏe cũng chẳng ra làm sao. Chúng tôi mỗi ngày ăn một bữa mà sức khỏe cũng không kém hơn bạn. Khiến cho họ từ chỗ này phán tỉnh lại mà giác ngộ. Chân thật hiểu được đạo dưỡng sinh. Người hiện nay dưỡng sinh phải hấp thu rất nhiều dinh dưỡng. Chúng ta xưa nay không có nói dinh dưỡng bao giờ, ở Trung Quốc đại lục có những người nghèo khó lạc hậu. Họ không biết dinh dưỡng là gì Nhưng rất kỳ lạ là đều trường thọ Ở đồng thôn tuổi thọ rất dài Người sống hơn 100 tuổi rất nhiều Tôi trước đây sống ở nước Mỹ Dường như lúc đó đại lục là vừa mới mở cửa Có lẽ là vừa mới mở cửa không được bao lâu Nước Mỹ đã từng phái một số người đến Trung Quốc đại lục để điều tra Để nghiên cứu Tại vì sao người Trung Quốc trình độ vệ sinh kém đến như vậy mà có thể trường thọ người mỹ mọi thứ đều chỉnh chu mà sao vẫn bị đoản mạng họ liền nghiên cứu đạo lý này mà không nghiên cứu ra được nhìn đời sống ăn uống của họ nếu sánh với tiêu chuẩn của nước mỹ thì kém hơn quá xa thế nhưng người trung quốc lại trường thọ dùng phương pháp khoa học để nghiên cứu nhưng nghiên cứu không ra. Họ không hiểu, nguyên nhân trường thọ ở chỗ nào vậy? Tâm địa thanh tịnh. Vọng niệm ít. Phiền não là nguyên nhân đích thực đoạt mạng con người. Người Trung Quốc phiền não rất nặng, rất nặng. Bạn xem người tuổi trẻ của nước Mỹ. Đại khái là trước 25 tuổi. Còn có thể xem được Vẫn còn rất đẹp Sau 30 tuổi thì xong rồi Trên mặt hiện ra Từng đường từng đường đầy nếp nhăn Chúng tôi thấy các vị đều không có nếp nhăn Tại vì sao có nhiều nếp nhăn như vậy Phiền não quá nhiều Nhiều ở do đâu Do áp lực đời sống Bạn phải biết đời sống của người Mỹ Họ sống giống như là rất tốt nhưng đều là mắc nợ mà có Mua nhà phải vay mượn Nhà chỉ cần trả bao nhiêu Chưa đến một phần mười Thí dụ như nhà giá 100 ngàn đô Trả khoảng 5 ngàn đô là được rồi Sau đó 20, 30 năm Dần dần trả hết Kể cả trả lãi mỗi tháng vay ngân hàng Những đồ dùng trong nhà của họ Họ lái xe hơi, tủ lạnh Thậm chí nói cho bạn biết Ngay cả mua đồ ăn Cũng mua thiếu mà có Bạn mua đồ ăn, mua rau, mua gạo, dân dân Dùng thẻ tín dụng Thẻ tín dụng là do ngân hàng cấp cho bạn Ngân hàng cho nợ Bạn nỗ lực làm việc rất vất vả Mỗi ngày làm việc là để trả nợ ngân hàng Trả nợ cho công ty bảo hiểm họ mỗi ngày cả đời làm việc ở nơi đó để mà trả nợ bạn nghĩ xem áp lực đời sống của họ nặng biết bao cho nên họ phải rất chăm chỉ nỗ lực mà làm việc họ không dám lười biếng không dám buông lung vì sao vậy vừa buông lung vừa lười biếng thì công ty lập tức đuổi việc bạn bạn hết thảy đều tiêu rồi tất cả mọi thứ trong nhà bạn ngân hàng tịch thu công ty bảo hiểm tịch thu họ liền bán đấu giá để mà trả nợ cho nên cuộc sống của họ rất vất vả rất đáng thương bạn không cư trú ở nước ngoài bạn không hiểu được tình trạng đời sống của họ khổ vô cùng tôi lần đầu tiên trở về tổ quốc Diễn thăm đi cùng với hàng quán trưởng về Đại Liên, quê hương của bà. Nơi đó có không ít bạn bè thân thích đến tiếp đãi mời chúng tôi ăn cơm. Họ biết chúng tôi từ nước Mỹ trở về nên vô cùng ngưỡng mộ. Tôi nói cho họ biết, tôi nói đời sống của người Mỹ không bằng các vị, họ không tin. Họ nói tôi lừa dối họ, an ủi họ. Tôi quay trở lại hỏi họ, Giờ lúc đó có khoảng 30 người đang có mặt Tôi nói 30 mấy người các vị Tôi hỏi các vị Có các vị nào ở đây sống mà bị thiếu nợ hay không Họ nhìn nhau không có người nào cả Người Mỹ sao có thể sánh với bạn chứ Người Mỹ vừa sanh ra là đã mắc nợ Đến chết cũng trả không hết rồi Họ sống là đời sống gì Các bạn là sống đời sống gì Tuy các bạn sống dễ bề ngoài giống như là nghèo khổ hơn họ bạn không có nhà lầu, không có xe hơi Sau khi các bạn tan ca xong Vài người bạn ngồi tụ lại với nhau Bày ra vài hạt đậu phộng Nhâm nhi vài ly rượu Nói chuyện tán gẫu rất thoải mái Người nước ngoài có kiểu sống ăn nhàn này không? Không có Cả đời cũng không được một ngày sống như thế này Đầu óc suốt ngày căng thẳng cực độ Cho nên người nước ngoài rất dễ dạ yếu Nguyên nhân là ở chỗ này Bối cảnh văn hóa của họ chúng tôi hiểu Nó thật ra Họ vô cùng ngưỡng mộ người phương Đông Chúng ta còn có của để dành Còn tích lũy được chút tiền Họ không có Trong gia đình của người Mỹ Tìm ra được 20 đô la tiền mặt là khá lắm rồi Lời tôi nói với mọi người đều là chân thật Tôi đã sống ở Mỹ 15 năm đã đi qua rất nhiều thành phố lớn bảo suy thoái kinh tế cả thế giới đều bị ảnh hưởng thế nhưng người trung quốc bị ảnh hưởng rất ít vì sao chị người trung quốc không thiếu nợ không có mắc nợ ngân hàng không có mượn tiền không có áp lực ngày nay nguyên lý kinh tế của các quốc gia chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới nguyên lý là gì chính là chúng ta thường hay gọi là cho vay nặng lãi bạn mượn nợ họ cuối cùng bị họ ép đến chết họ khiến cho bạn xả khoái nhất thời cuối cùng lấy luôn mạng của bạn chúng ta bình tĩnh mà quan sát nên thấy rất rõ ràng rất sáng tỏ người trung quốc có phước tự mình phải biết rõ phải hiểu phải tự biết thương chính mình ngày nay trung quốc vẫn chưa thể đạt được bình yên đó là do có nguyên nhân khác nếu như chúng ta có thể vận dụng cho thật thỏa đáng về phương diện nguồn nhân lực thì toàn bộ tất cả tai họa tự nhiên hay do con người tạo nên đều có thể tránh được có thể trở thành quốc gia tốt nhất của toàn thế giới làm nên hình mẫu làm nên tấm gương cho tất cả các quốc gia trên thế giới mục đích cuối cùng đưa đến thế giới hòa bình thế giới đại đồng đây là cống hiến lớn nhất ý nghĩa chân thật nhất của người trung quốc đối với toàn thế giới chúng ta phải nỗ lực mà làm người xuất gia làm tốt bổn phận của người xuất gia thì được rồi ở quan đại sư dạy là giữ vẹn luân thường làm tròn bổn phận tránh làm việc sai trái giữ lòng thành thật tin sâu nhân quả thì thiên hạ sẽ thái bình mấy câu nói này của ngài quá thật là có thể cứu tất cả chúng sanh chín ngàn năm của thời kỳ mạt pháp này kinh văn dưới đây nói nhược ngộ phi lý hủy dụng giả thuyết sở cầu khuyết tuyệt báo đây là chúng ta thông thường nói là khổ gì cầu không được ở trong tám loại khổ bạn có mong cầu tại vì sao cầu không được có nguyên nhân phi lý câu nói này chính là chúng ta ngày nay gọi là không hợp pháp không hợp lý không hợp tình phung phí tiêu dùng của cải một cách không hợp tình hợp lý hợp pháp hủy là gì hủy hoại dùng là sự hướng dùng mà bạn có được sự hưởng thụ của bạn mọi thứ hưởng thụ của bạn ngày nay bất luận là hưởng thụ gì vật chất hay tinh thần loại hưởng thụ này không hợp lý không hợp pháp không hợp tình thì quả báo sau này của bạn là bất như ý là khổ vì cầu không được Nhược ngộ Ngô ngã cống cao giả Thuyết ti xử hạ tiền báo Cống cao ngã mạng Thì họ bị quả báo Là hèn hạ Hiện nay ở trong xã hội này nhìn thấy rất rõ ràng khi chính mình có quyền có địa vị thì ngạo mạn dênh giáo hung hăng trong chớp mắt cái địa vị này của họ bị mất rồi sau khi mất đi thì lại đi tìm cái công việc thấp hèn để mưu sinh sống qua ngày bỗng chốc mất hết địa vị thì bị người ta sai khiến quả báo là quả báo hiện đời không cần đợi đến đời sau trong xã hội hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều khó khăn lắm mới trèo lên được địa vị cao gặp phải cơn bão suy thoái kinh tế lập tức bị cắt giảm nhân sự công việc mọi thứ bị mất hết tìm công việc thấp hèn sống qua ngày bị người ta sai khiến hiện nay các khu vực trên thế giới bạn chỉ cần quan sát tỉ mỉ sẽ thấy rất nhiều những người không biết hạ mình tôn trọng người cán bộ cấp trên đối với cấp dưới cũng phải tôn trọng không được mặc tình sai khiến vì sao quả báo sẽ không tốt nhược ngộ lưỡng thiệt đấu loạn giả thuyết vô thiệt bách thiện báo lưỡng thiệt là cây chia rẽ khiến người khác xích mích khiến cho hai bên không hòa hợp tạo loại tội nghiệp này người tạo tội nghiệp này rất nhiều mục đích là để mình hưởng lợi từ trong đó khiêu khích hai bên khiêu khích thị phi quả báo này phía trước đã từng nói qua rồi. Đây là thuộc về khẩu nghiệp. Nói lời thô ác, nói lưỡi hai chiều, đều ở địa ngục, gọi là địa ngục kéo lưỡi. Sau khi ra khỏi quả báo địa ngục, thì lại đọa vào cõi xúc sanh. Trong xúc sanh có loại không có lưỡi, có loại có trăm lưỡi. Vẫn phải chịu quả báo này nhược ngộ tà kiến giả thuyết biên địa thọ sanh báo tà tri tà kiến là thấy biết sai lầm cũng phải xem họ có tạo nghiệp cạn hay sâu rộng hay hẹp nếu như họ ảnh hưởng người khác ít thì quả báo của họ sẽ nhẹ nếu như sự thấy biết sai lầm này ảnh hưởng đến nhiều người thời gian ảnh hưởng dài lâu thì quả báo của họ sẽ nặng rồi. Cho nên có người hỏi tôi, văn tự do người có tri kiến sai lầm viết ra, văn chương của họ viết ra thành sách, hướng dẫn những chúng sanh này đi sai đường. Tương lai họ phải đọa địa ngục Đến khi nào có thể ra được Tôi trả lời họ Tôi cũng là căn cứ lời trên kinh Phật nói Trên thế gian này Số sách mà họ viết ra này không còn một cuốn nào thì họ mới có thể ra khỏi địa ngục được nếu như còn một quyển nào cất giữ trong thư viện thì họ tiêu rồi là họ không thể ra được từ đó cho thấy sản phẩm của họ in càng nhiều thì càng gây go rồi tội của họ sẽ càng nặng họ ảnh hưởng đến nhiều người thời gian ảnh hưởng lâu dài cái tội này rất khủng khiếp Cho nên chúng ta nói năng cũng phải cẩn thận nếu có ghi âm thì cũng giống như sách vậy Đến khi nào băng ghi âm của bạn hoàn toàn tiêu mất ở trên thế gian này Hoàn toàn không còn nữa thì bạn mới có thể ra khỏi địa ngục Vẫn còn một bộ có người bảo tồn thì bạn gây go rồi Bạn không thể ra khỏi địa ngục được rồi Cổ nhân thường nói Bệnh từ miệng vào, hóa từ miệng ra Không sai chút nào cho nên Bồ Tát dạy chúng ta Ít nói một câu chuyện Niệm nhiều danh hiệu Phật Khi người ta nói chuyện Ta nghe không rõ là tốt nhất Bất luận họ nói chuyện gì Cũng là A-di-đà Phật Bạn cứ một câu như vậy là trở về Tốt hơn bất cứ thứ gì Vì sao vậy không cần thiết phải nghe Đều là vô ý nghĩa Ngoài câu Ai Di Đạo Phật ra thấy đều là vô nghĩa Bạn nghe để làm gì? Thật thà niệm Phật nhất định giảng sanh tịnh độ Nghe những lời thị phi Chuyện ngồi lê đôi mắt này Nhất định sẽ tạo lục đạo luân hồi Chỉ làm tăng trưởng tội nghiệp của mình Thật không đáng chút nào Biên địa thọ sanh Biên địa chính là hiện nay gọi là khu vực Có văn hóa lạc hậu gọi là biên địa Người ở trong đời này Nếu sanh vào khu vực có văn hóa lạc hậu Thì không có cơ hội nhận được sự giáo dục Họ làm sao có thể không ngu si được chứ Ngu si nhất định tạo tác tội nghiệp cho nên quả báo này rất đáng sợ mời xem đoạn kinh văn này dưới đây bồ tát ở chỗ này đã làm tổng kết cho chúng ta như thị đẳng đây là chỉ những gì đã nói ở trên chữ đẳng là quá nhiều quá nhiều rồi nói hoài không hết Diêm phù đề chúng sanh Thân khẩu ý nghiệp Ác tập kết quả Bách thiên báo ứng Kim thô lược thuyết Lược thuyết Là chỉ báo cáo một cách sơ lược mà thôi đoạn này là nói tất cả chúng sanh trong thế gian hiện nay của chúng ta tạo tác nghiệp nhân của ác nghiệp thân khẩu ý mỗi ngày đang tạo tác thân là tạo nghiệp xác đạo dâm Tôi không có tạo sát nghiệp bằng hàng ngày ăn thịt chính là sát sanh Tôi không có sát sanh Chỉ là ăn thịt Bạn không ăn thịt Thì làm sao người ta có thể sát sanh được chứ Người hiện đại Đại khái bởi vì không tin nhân quả Mặc tình giết hại Mặc tình ăn nuốt Trước đây, ở nông thôn chúng ta, tôi chẳng phải là đã kể cho bạn nghe rồi sao một tháng giết một con heo lúc giết heo người đó đều niệm chú cho heo nói với nó họ nói heo ơi heo ơi mày đừng trách mày là món ăn của nhân gian nếu họ không ăn thì tao không giết mày có đòi thì hãy đòi người ăn bạn xem họ rất thông minh người đầu tế đùng đẩy hết tội báo cho người ăn thịt là mày có đòi nợ thì đòi người ăn thịt cho nên bạn ăn thịt họ mới sát sanh bạn không ăn thịt thì họ không giết vậy ăn thịt là dám tiếp sát sanh vẫn là hàng ngày đang tạo tác nghiệp sát nghiệp trộm cắp nghiệp tà dâm không có cách gì tránh khỏi khẩu có bốn loại nghiệp là nói dối nói lưỡi hai chiều nói lời thô ác nói thêu dệt có người nào mà không tạo chứ ở trong ý nghiệp tràn đầy tham sân si cho nên chúng ta ngày nay quan sát thế giới này tại vì sao xã hội mỗi năm một loạn tai họa mỗi năm mỗi nhiều hơn nguyên nhân chân thật chính là nghiệp ác của thân khẩu ý của tất cả chúng sanh mỗi năm mỗi tăng trưởng Vậy thì rất khủng khiếp rồi Đây là nhân Quá đáng sợ rồi Muốn dừng cũng không dừng được Đừng nói là tiêu nghiệp chướng Làm sao có thể tiêu nổi chứ Tăng trưởng mỗi ngày Làm sao có thể không có quả báo được chứ Ác tập kết quả thân khẩu ý tạo ra mười loại ác nghiệp tập khí ác nghiệp tích lũy nhiều đời nhiều kiếp thì quả báo liền hiện tiền ngay quả báo thiên tai nhân họa tam đồ bát nạn này tam đồ bát nạn là do như vậy mà ra bách thiên báo ứng bách thiên không phải là con số là miêu tả vô lượng vô biên báo ứng. Phía trước là nói sơ lược mà thôi. Bản thân chúng ta ngày nay ở trong đời này, nếu thật sự muốn ra khỏi tam giới, Phải bắt đầu sửa đổi từ chỗ nào vậy? Bắt đầu sửa đổi từ trong tâm địa Tâm phải làm đến thuần thiện Tâm Không có ác niệm Ác là gì? Mười điều ác Đây là những điều đơn giản nhất Không được có cái ý niệm này Ý không nghĩ tà vậy đây là pháp môn tâm địa niệm niệm y giáo phụng hành những gì phật ở trên kinh dạy chúng ta cần phải làm thì chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm phật nói không được phép làm thì ngay cả ý nghĩ chúng ta cũng không được nghĩ đến thì chính mình mới có thể tự độ Mới thật sự có phần nắm chắc Cho dù đời này không giảng sanh tịnh độ Không cầu sanh tịnh độ Đời sau nhất định là Được phước báo nhân thiên Chứ không bị đọa tam độ Cho dù chúng ta ngày nay Thân khẩu không có hành vi ác Mà ý vẫn còn niệm ác Vẫn còn nghĩ tà vại Xin thưa với các vị vẫn là tạo tam đồ lục đạo như cũ cho nên trước đây tổ sư đại đức chỉ dạy chúng ta tu từ căn bản căn bản là gì ý niệm là căn bản nếu như bạn thích đọa ba đường ác để thọ khổ nạn vô số kiếp được rồi, vậy thì bạn có thể bảo lưu niệm ác ý nghĩ tà vậy của mình. Nếu như bạn cảm thấy nỗi khổ trong tam đồ vô số kiếp, bạn nhìn thấy sợ hãi, kinh khiếp, không muốn thọ, thì ngày nay từ trên ý niệm hãy điều chỉnh trở lại. Tiêu chuẩn Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện chính là tiêu chuẩn rất tốt. Đồng tu tịnh tâm ngày nay của chúng ta Tại vì sau thời khóa tối mỗi ngày Chúng ta chọn phẩm thứ 32 Đến phẩm 37 của Kinh Vô Lượng Thọ chị Vì những gì trong đó nói Là giống như trên Kinh Địa Tạng nói chị Đó là tiêu chuẩn Thiện ác Không thể không biết Ác nhất định phải dứt trừ Dứt không nổi cũng phải dứt. Không dứt trừ không được. Bạn không đoạn dứt thì bạn nhất định đọa địa ngục. Bạn tự mình nhất định phải biết rõ, không đoạn dứt nhất định đọa địa ngục. Không có con đường thứ hai để đi. Sau khi ở địa ngục ra rồi, giống như những quả báo trên kinh nói này, bạn đều phải thọ nhận nếu bạn muốn mình không bị đọa địa ngục đời này có thể liễu sanh thoát tử ra khỏi tam giới giảng sanh tịnh độ thì bạn nhất định phải làm không làm không được người khác có làm hay không không có liên quan gì đến ta con đường tu hành này phật tổ nói rất rõ ràng nói rất minh bạch người nào sanh tử thì tự người đó liễu không ai có thể làm thay cho ai được ông tu ông đắc mà tu bà đắc không tu thì không đắc tu là gì sửa đổi tâm đây là thật tu tâm bạn sửa đổi rồi thì hành vi của bạn đương nhiên sẽ sửa đổi theo trên hành vi làm cũng ra vẻ rất giống mà trong tâm không có thay đổi thì không được rồi Kết tội là kết từ trong tâm Đạo lý này nhất định phải hiểu rõ Xin mời xem tiếp đoạn sau cùng này Như thị đẳng diêm phù đề chúng sanh Nghiệp cảm sai biệt Địa tạng Bồ Tát Bách thiên phương tiện Nhi giáo hóa chi Phần trước là nói tạo nghiệp Đoạn phía trước này Thật sự là Chúng sanh cõi diêm phù đề Ương ngạnh khó giáo hóa Bồ Tát Địa Tạng biết rõ Chúng ta ở trên kinh này Đọc thấy Bồ Tát biết rõ Chúng ta ngày nay cũng biết rõ Chúng ta phải noi theo Bồ Tát Địa Tạng Phải học tập Bồ Tát Địa Tạng phải giống như Bồ Tát vậy. Dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo để hướng dẫn chúng sanh. Hóa là gì vậy? Là chúng sanh tiếp nhận sự hướng dẫn thì có thể quay đầu, đoạn ác hướng thiện là hóa rồi. Hóa là kết quả của dạy Dạy là nhân Hóa là quả Hóa ác niệm thành thiện niệm Hóa phiền não thành bồ đề Hóa phàm phu thành bồ tát Thì việc dạy học của bạn đã đạt được mục đích là chân thật có thành quả Đây là điều chúng ta Nhất định phải học tập Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Thị chư chúng sanh Tiên thọ như thị đẳng báo Hậu đọa địa ngục Động kinh kiếp số Vô hữu xuất kỳ Ở chỗ này Đức Phật nói lời chân thật trên kinh nói những báo ứng này Là quả báo hiện tiền Là hoa báo Sau khi chết rồi Nhất định đọa địa ngục Đến khi nào ra khỏi vậy Động kinh kiếp số là trải qua nhiều kiếp Phần trước nói với chúng ta là vô lượng kiếp Không có ngày ra khỏi Ngày ra là nhất định có Tại vì sau đó là không có Vì quá lâu rồi Không phải trong thời gian ngắn Mà bạn có thể ra khỏi được Thị cố nhữ đẳng Bởi nguyên do này Nên Phật khuyên bảo Tứ Đại Thiên Vương Tứ Đại Thiên Vương phát tâm hộ trì Hộ thế Các ông những người này Hộ nhân hộ quốc Vô lệnh thị chư chúng nghiệp Mê hoặc chúng sanh trong chú giải của Đại sư Thanh Liên có một câu nói đương nhiên Ngài cũng là căn cứ lời trên Kinh Phật nói Kinh này là Kinh Cựu Tạp Thí Dụ trong đó nói đây là lời Thích Ca Bao Ni Phật nói Ngài nói 60 ức dạng năm thế gian là một ngày trong địa ngục trước đây lão cư sĩ lý Bỉnh nam giảng với sinh viên chuyên ngành ở trong các buổi giảng chuyên ngành phật học đại học đã nói đến địa ngục một ngày của địa ngục là hai nghìn bảy trăm năm khỏi nhân gian cách nói này đều là có căn cứ hai nghìn bảy trăm năm đại khái là địa ngục nhỏ nếu nói quá nhiều Sẽ khiến cho người kinh sợ Phật ở trên kinh này nói Một ngày trong địa ngục Là 60 ức dạng năm Của cõi nhân gian chúng ta Vào thời xưa Ở Ấn Độ Con số ức có 3 loại Một trăm ngàn cũng gọi là ức Một triệu cũng gọi là ức một trăm triệu cũng gọi là ức chúng ta tính số nhỏ nhất ức là một trăm ngàn sáu mươi ức vạn năm là sáu mươi lũy thừa mười là bằng một ngày của thế gian chúng ta đây cho nên có nên đến địa ngục hay không? Đây là nói địa ngục lớn, vô gián, thời gian dài như vậy. Chúng ta tạo tác tội nghiệp địa ngục rất dễ dàng. Bạn hiện nay tạo, tương lai bạn thọ khổ báo khủng khiếp cỡ nào? Phật ở trên kinh này dặn dò tứ đại thiên vương bảo trợ cõi nước, hộ vệ người. Không được để đủ thứ nghiệp tội thế gian mê hoặc chúng sanh Chúng ta nghe lời dặn dò này rồi Trước tiên Phải tự chính mình Phản tỉnh lại xem Xin thưa với các vị soi lại mỗi ngày Ở trong cửa Phật Lập ra thời khóa sớm tối Tôi đã từng nói qua với mọi người rồi Thời khóa sớm nhắc nhở chính mình Thời khóa tối là phản tỉnh Thời khóa tối khi lễ tụng đọc kinh văn phải nghiêm túc phản tỉnh. Những gì trên kinh dạy chúng ta phải làm, ta đã làm được chưa? Những gì dạy chúng ta không nên làm, chúng ta có vi phạm hay không? Đây là bạn thực sự thực hiện thời khóa sớm tối, chứ không phải thời khóa sớm tối là đem kinh đọc của một lần cho Phật Bồ Tát nghe. Thế thì hoàn toàn sai rồi. Phật Bồ Tát đâu cần nghe bạn đọc chứ? Muốn độ chúng sanh, trước tiên phải độ chính mình mình không tạo tác ác nghiệp mình nhất định không bị đọa ba đường ác thì bạn mới có năng lực giúp đỡ người khác nếu như thân mình còn không giữ được mà đi giúp đỡ người khác thì không có chuyện này rồi cho nên chúng ta nhất định phải đứng vững trên đôi chân của mình trước nhất định không bị đọa tam độ hơn nữa chính mình có niềm tin kiên định nhất định được sanh tịnh độ hơn nữa là nhất định có thể tự tại giảng sanh Tại vì sao có phần nắm chắc vậy? Nghiệp chướng tiêu rồi Làm sao tiêu được vậy? Ở trong tâm không có một niệm ác Trong ý không có một ý nghĩ tà vậy Là bạn có phần nắm chắc rồi Giảng sanh không có bệnh khổ Hiện tiền không có ốm đau Không có ốm đau là hoa báo Giảng sanh không có bệnh khổ là quả báo Tại vì sao người khác có thể làm được mà chúng ta không làm được vậy? Sở dĩ họ có thể làm được không có gì khác. Chính là trong tâm không có niệm ác. Trong ý không có ý niệm bất chánh. Là dựa vào cái này. Tứ thiên vương văn dĩ thế lệ bi tháng hiệp trưởng nhi thối. Thế tôn khai thị cho họ xong. Sau khi bốn ông thiên vương nghe xong liền rơi lệ, than thở, bi than có hai ý nghĩa. Một cái là than thở, tập nghiệp chúng sanh quá nặng quá nặng ý nghĩa thứ hai là trách nhiệm của chính mình quá nặng chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh trước tiên phải giúp chính mình tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến chỗ này a di đà phật